binh sĩ Triều Tiên vượt biên giới liên triều lần thứ ba, Hàn Quốc nổ súng cảnh báo. Bộ Quốc phòng Nga nói về mục đích tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine. Hội nghị hòa bình Ukraine thất bại toàn diệt, Nga nắm thế thượng phong. Vừa rồi là những tin tức quốc tế sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến căng thẳng đang leo thang tại bán đảo Triều Tiên sau khi các binh sĩ Triều Tiên lần hai vi phạm khu vực biên giới liên triều, khiến Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Ngày 21 tháng 6, quân đội Hàn Quốc cho biết, binh sĩ Triều Tiên tiếp tục vượt biên giới liên triều lần thứ ba trong tháng này sau các vụ việc tương tự diễn ra vào các ngày 9 tháng 6 và 18 tháng 6. Trong thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc SGC cho biết, vào khoảng 11 giờ sáng 20 tháng 6, binh sĩ Triều Tiên đang làm việc tại khu phi quân sự, ngăn cách hai quốc gia đã vượt biên giới để vào Hàn Quốc trong một thời gian ngắn. Quân đội Hàn Quốc đã phát cảnh báo và sau đó bán cảnh cáo, khiến binh sĩ Triều Tiên phải quay trở lại phía biên giới của mình. Một quan chức hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết sự cố này dường như là ngẫu nhiên và nói rằng các binh sĩ Triều Tiên đã sớm tiếp tục công việc và làm đến đêm sau khi trở lại. Đây là lần vi phạm biên giới thứ ba của binh sĩ Triều Tiên trong tháng này sau các vụ việc tương tự liên quan đến một nhóm 20 đến 30 binh sĩ Triều Tiên ở các khu vực khác thuộc khu vực trung tâm biên giới vào ngày 9 tháng 6 và ngày 18 tháng 6. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng cả hai trường hợp trên cũng dường như đều là sự cố vô ý. Theo người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Đại tá Lee Sung-jun cho biết, quân đội Hàn Quốc đánh giá các binh sĩ Triều Tiên không có ý định vượt qua giới tuyến ngày 9 tháng 6 vì họ đã quay trở lại ngay sau phát súng cảnh cáo từ Hàn Quốc. Đại tá Lee Sung-jun nói thêm rằng, khu phi quân sự ở biên giới hiện có nhiều cỏ và bụi rậm, khó quan sát các biển báo đường phân giới quân sự. Các vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên đã triển khai số lượng lớn binh sĩ ở các khu vực tiến tuyến kể từ tháng 4 năm 2024 để tiến hành một loạt hoạt động như cài mìn, dựng các bức tường được cho là hàng rào chống xe tăng và gia cố đường xá. Ngày 15 tháng 6, theo một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, quân đội Triều Tiên đang thực hiện các hoạt động xây dựng không rõ mục đích bên trong khu phi quân sự theo nguồn tin này, quân đội Triều Tiên đã dựng tường, đào đất và làm đường ở một số khu vực giữa đường phân giới quân sự và đường giới hạn phía Bắc trong khu phi quân sự. Tuy nhiên, không rõ liệu các hoạt động này là để xây dựng một bức tường dài ở phía Bắc đường phân giới quân sự hay chỉ đơn giản là thiết lập các công trình phòng thủ tại các điểm cụ thể. Các nhà quan sát quân sự suy đoán, hoạt động xây dựng nói trên có thể liên quan đến việc xây dựng bức tường ở phía Triều Tiên. Vào thời điểm vượt qua biên giới, binh sĩ Triều Tiên mang theo dụng cụ lao động như cuốc và sẻng Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa bình luận về vụ việc vượt biên giới của binh sĩ nước này. Liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn biến khốc liệt, ngày 20 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng về việc nước này sử dụng tên lửa không đối đất và thiết bị bay không người lái UAV tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine. Đài RT của Nga dẫn báo cáo cập nhật tình hình xung đột cho biết, các lực lượng quân sự của họ đã sử dụng tên lửa không đối đất và thiết bị bay không người lái UAV để thực hiện các cuộc tấn công xuyên đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động thực hiện nhằm trả đũa việc Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga và tất cả các loại vũ khí tham gia cuộc tấn công đều nhắm trúng mục tiêu tầm xa như kế hoạch. Về phía Ukraine, nhà điều hành hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu nhà nước của quốc gia này, Ukraine -Nego, đã báo cáo thiệt hại ở một số vùng trên đất nước, bao gồm cả vùng Kiev, nơi cung cấp điện cho thủ đô Ukraine. Ukraine -Nego tuyên bố các cuộc tấn công của Nga là lần thứ bảy kể từ ngày 22 tháng 3, dẫn đến tình trạng hạn chế hơn nữa về tiêu thụ điện. Để giải quyết tình trạng thiếu công suất phát điện ngày càng tăng, Ukraine đã tiến hành cắt điện luân phiên trên toàn quốc, Nhà điều hành hệ thống truyền tải điện cho biết, để giải quyết sự thiếu hụt của hệ thống năng lượng, Ukraine phải nhập khẩu và đề nghị châu Âu viện trợ khẩn cấp. Đồng thời nói thêm rằng, trong 24 giờ qua, Ukraine đã nhận được hơn 27.000 MW từ Romania, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Moldova. Theo đài RT, kể từ tháng 1 năm 2024, Ukraine đã cố gắng tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga bằng cách sử dụng thiết bị bay không người lái cảm tử tầm xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã quyết định tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công đó. Theo ông Putin, các hoạt động như vậy bắt đầu sau khi thời tiết trở nên đủ ấm để việc mất điện không gây ra mối đe dọa nhân đạo nào đáng kể. Trước đó vào ngày 20 tháng 6, Nga đã báo cáo về việc chặn thiết bị bay không người lái ở các khu vực Bryansk, Krasnodar, Rostov, Belgorod và Oyon. Vừa qua, Ukraine và phương Tây đã nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, hội nghị này đã bị xem là thất bại khi không đạt được các mục tiêu đề ra, trong lúc Nga vẫn nắm thế thượng phong trên chiến trường và trong ngoại giao. Thoạt tiên, Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine, tổ chức tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6, không phải là một thất bại nếu dựa trên các phát biểu lạc quan của Tổng thống Ukraine Zelensky và các đồng minh phương Tây của ông. Và trong một chừng mực nào đó thì hội nghị này cũng đã giúp ông Zelensky hướng sự chú ý của công luận quốc tế vào xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, xét hầu hết về các mặt khác, kết quả của hội nghị là điều gây thất vọng cho Ukraine. Sự tham gia của quốc tế là rất hời hợt, thiếu sinh khí. Cụ thể, chỉ có sự tham dự của 92 trong tổng số 160 quốc gia và tổ chức quốc tế được mời. Thông cáo cuối cùng của hội nghị cũng thấp hơn kỳ vọng, cả về nội dung lẫn bên ký tên. Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về tương lai tiến trình hòa bình thiếu vắng sự tham gia của Nga. Trung Quốc cũng không tham gia vào hội nghị. Có khoảng một chục nước và tổ chức có tham gia hội nghị nhưng từ chối ký vào tuyên bố chung. Chương trình họp bàn có đến 3 vấn đề được nêu trong kế hoạch hòa bình 2022 của Tổng thống Ukraine, đó là an toàn hạt nhân, an ninh lương thực và nhân đạo. Thế nhưng, thông cáo cuối cùng của hội nghị không đề cập đến kế hoạch đó của ông Zelensky, chứ chưa nói tới yêu cầu cốt lõi của ông là quân Nga rút hoàn toàn và người ta cũng không đạt được thỏa thuận nào về thời điểm tổ chức một hội nghị tiếp theo. Kiev và các đồng minh phương Tây khăng khăng rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky là phương án duy nhất có thể đưa ra bàn thảo. Điều này mặc định ngăn cản bất cứ việc thảo luận nào đối với ít nhất là 7 đề xuất khác của các bên thứ ba. Các phương án kia bao gồm kế hoạch do Trung Quốc, Brazil, Indonesia và Vatican bảo trợ. Còn có các đề xuất được một nhóm các nước châu Phi đưa ra vào tháng 6 năm 2023. Đề xuất của Ả Rập Xê Út được đưa ra vào tháng 8 năm 2023. Gần đây, Trung Quốc và Brazil còn có thêm một đề xuất chung. Tất cả những đề xuất này đều không phải là sáng kiến của phương Tây và chủ yếu tập trung vào mục tiêu đạt được là một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine và các đối tác phương Tây của họ tiếp tục xem việc đình chiến vào lúc này là có lợi cho Nga. Lệnh ngừng bắn sẽ đóng băng xung đột vũ trang trong trạng thái hiện nay và tạm thời chấp nhận những thành quả của Nga trên thực địa, bao gồm cả việc sát nhật Crimea vào năm 2014. Trong khi các phái đoàn lên đường tới Thụy Sĩ dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình tại Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã củng cố hơn nữa các tuyên bố chủ quyền của mình. Ông Putin đã công bố các yêu sách đã được mở rộng này. Theo yêu sách của Nga, Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea và bốn tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga mới chiếm được trong cuộc xung đột hiện nay là thuộc về Nga. Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 và tuyên bố sát nhập bốn tỉnh kia vào tháng 9 năm 2022. Vào tháng 2 năm 2023, có tới trên 80% người Ukraine loại trừ mọi thỏa hiệp với Nga trong vấn đề lãnh thổ này, nhưng nay con số đó ước tính chỉ còn 58%. Thông cáo cuối cùng của Hội nghị Ukraine phản ánh thái độ tương tự từ các quốc gia tham gia. Việc thông cáo không nói trực tiếp yêu sách đòi Nga rút quân hoàn toàn, cũng như không đề cập các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, cho thấy Ukraine và đồng minh phương Tây muốn bản thông cáo này giành được sự ủng hộ rộng rãi của các bên. Cách diễn đạt trong thông cáo tạo thêm không gian cho thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán tương lai giữa Nga và Ukraine và không loại trừ hoàn toàn sự nhượng bộ của Kiev về lãnh thổ. Nhưng ngay cả phiên bản thông cáo đã xuống nước này vẫn không thu hút được sự nhất trí ủng hộ của toàn bộ các phái đoàn tham gia hội nghị. Lý do tương đối rõ, phương Tây tập thể, đặc biệt là G7, NATO và EU, cho tới nay vẫn kiên định ủng hộ Ukraine và kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky và chỉ duy nhất phương án hòa bình của ông. Phương Tây tái khẳng định sự ủng hộ của mình trong thông cáo của các lãnh đạo tại thượng đỉnh G7 ở miền Nam Italia. Thông cáo đó công khai sự ủng hộ tập thể của G7 đối với nguyên tắc và mục tiêu chính trong công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, thông điệp gửi đi lại mềm mỏng hơn so với thông cáo của ngoại trưởng G7 vào tháng 11 năm 2023, trong đó nói rằng hòa bình là bất khả thi nếu Nga không rút quân vô điều kiện. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát dù sao cách tiếp cận hiện nay của ukraine và phương tây cũng là sự điều chỉnh ở mức độ nào đó theo thực tế mới vị thế của nga trên chiến trường và trong ngoại giao quốc tế hiện nay đủ mạnh để chống chọi áp lực của ukraine và phương tây muốn chấm dứt xung đột